Hôm nay là ngày đầu tiên Châu Sinh Thần đi nhận hình phạt của mình, chàng thông thả bước trên cầu Nại Hà về phía địa ngục trừng phạt. Đi tới giữa cầu, chàng chợt dừng lại nhìn về hướng dòng Vong Xuyên, hình như vừa có ai đó trầm mình xuống đó, chỉ kịp thấy một góc áo đỏ rực. Có lẽ là một cô gái, chàng không nghĩ nhiều mà tiếp tục bước về phía trước. Đi qua quán trà của Mạnh Bà, bỗng Mạnh Bà đang đứng ngắm tuyết gọi chàng lại và đưa cho chàng một chiếc hộp có người gửi cho ngươi từ 3 ngày trước. Ta đoán ngươi sẽ hiểu khi nhìn thấy những thứ này. Chàng từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong tất cả là chiến báo phù, là quà sinh nhật hàng năm của thập nhất cùng với mảnh huyết thư. Chàng như bừng tỉnh, nắm chặt lấy mảnh huyết thư ấy, quay lưng ngắm nhìn biển hoa đã nở và rơi nước mắt. Nàng ấy thật ngốc nghếch, tại sao không chịu sống tiếp, tại sao không nghe lời ta đến Nam Tiêu sống cuộc sống tự do, tại sao lại lựa chọn cái chết? Chàng run run quay lại hỏi Mạnh Bà, nàng ấy đã đi qua đây sao? Đúng vậy, cô nương ấy đã đi qua đây. Châu Sinh Thần mỉm cười bất lực, nàng ấy rất lương thiện, luôn một lòng hướng Phật, chưa từng hại ai bao giờ. Nếu đã đi qua đây có lẽ nàng đã đi đầu thai rồi. Mạnh Bà mỉm cười không hề trả lời chàng, chỉ nhắc nhở, đến giờ rồi, ngươi nên đi nhận phạt đi. Chàng đứng trầm ngâm trước quán trà, hướng mắt ra biển hoa bỉ ngạn, trời vẫn rơi tuyết lớn như 4 ngày trước. Hóa ra hoa đã nở rồi, chỉ thấy một màu đỏ rực không hề thấy màu lá xanh, cuối cùng ta vẫn phụ nàng, vẫn để nàng lại một mình trên cõi đời đó. Đến cuối cùng nàng lại ca hề do dự chọn chết đi, tại sao vậy thập nhất? Kể từ ngày đó, mỗi ngày Châu Sinh Thần đều đi qua cầu Nại Hà để nhận hình phạt, nhưng có một điều rất lạ. Hình như mỗi lần đi qua nhìn vào tảng đá tam sinh lại thấy rất đau lòng, mỗi lần đi qua đây chàng đều ngoảnh lại như chờ đợi ai đó. Chàng nhớ lại ngày trước, trước khi ra trận khi đã quay người đi chàng đều không quay đầu nhìn lại, không ngoảnh lại nghĩa là lòng không có vướng bận, nhưng tại sao bây giờ chàng đều muốn quay đầu nhìn tảng đá tam sinh kia? Thời gian sau khi nhận hình phạt và xử lý xong công việc tại Diêm La Điện, chàng luôn tự nhiên bước trên cầu Nại Hà. Đến cạnh hòn đá tam sinh và chạm vào nó, chàng luôn cảm nhận được sự thân thuộc, sự quyến luyến ở hòn đá này. Mỗi lần chạm tay lên hòn đá chàng lại nhớ tới những lần vuốt tóc của thập nhất. Hòn đá này thật kỳ lạ, luôn cho chàng cảm giác như đang được ở bên cạnh thập nhất vậy. Chàng luôn tự cười chính mình. Nàng đã đi đầu thai rồi, có lẽ nàng đang sống rất hạnh phúc bên cạnh những người thân ở kiếp sau. Có lẽ nàng cũng đã tìm được một người thương yêu nàng ở kiếp sau rồi. Chàng thủ thỉ hỏi đá tam sinh, liệu ta có thể chờ được nàng ấy một lần nữa đi qua cây cầu này không? Liệu kiếp sau của nàng ấy có còn nhớ đến ta không? Không có ai trả lời lại chàng, chỉ có làn gió thổi qua như quyến luyến bên cạnh chàng, khẽ khàng nói, sẽ. 10 năm sau. Đây là 10 năm đầu tiên sau khi thời nghi hóa thành linh hồn đá tam sinh. Đúng ngày 7 tháng 7, có một tiểu quỷ nhỏ chạy tới bên cạnh tảng đá gọi nàng, cô nương ơi. Cô nương ơi, đến ngày khổ phục của cô nương đến rồi, mau chóng trở ra đi thôi. Sau câu nói đó, đá tam sinh có một luồng ánh sáng màu đỏ và có một người con gái xuất hiện. Vẫn bộ giá y đỏ rực, vẫn nụ cười như 10 năm trước hiện ra trước mặt tiểu quỷ, nó ngạc nhiên vì cô nương này cười đẹp quá. Ấm áp quá, giống như, nó gãi gãi đầu và nhìn thời nghi, cô nương cười nhìn thật giống mặt trời mà Mạnh Bà kể ở nhân gian. Chúng ta ở đây quanh năm u tối, ta chưa bao giờ nhìn thấy, bà bảo nếu nhìn thấy chúng ta sẽ tan biến, nó đẹp nhưng không tốt với ta. Nhưng cô nương cười đẹp lắm. Nàng khẽ mỉm cười với tiểu quỷ và nhẹ nhàng hỏi, đã 10 năm rồi sao? Mọi chuyện như mới ngày hôm qua vậy. 10 năm rồi, cô nương nên đi uống canh ký qua đi, nó giúp hồn phách cô nương không bị tan biến và giữ lại ký ức cho cô nương. Nước Vong Xuyên có thể gột rửa nhiều thứ lắm, cũng rất lạnh. Tiểu quỷ nói xong chạy vội vào trong quán trà. Nàng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nàng ngạc nhiên khi tuyết vẫn rơi và hoa bỉ ngạn vẫn nở đỏ rực, mọi thứ như chưa hề thay đổi, nhưng mới đó đã 10 năm rồi. Nàng bước vào quán trà, mỉm cười và cúi chào Mạnh Bà, đã lâu ca gặp, Mạnh Bà vẫn khỏe chứ? Vẫn vậy thôi, quanh năm ngày tháng nấu trà vong khước. Nhìn hết người này người khác đi đầu thai, có gì đâu mà không khỏe cơ chứ. Ngược lại là ngươi đó, 10 năm rồi vẫn giữ được nụ cười như ngày đầu ta gặp ngươi. 10 năm chịu đau đớn trong đá tam sinh, liệu có suy nghĩ lại không? Nàng mỉm cười lắc đầu, mọi sự lựa chọn đều là đáng giá, thập nhất khi đã lựa chọn liền không nuối tiếc. Mạnh Bà đẩy chén canh đã chuẩn bị sẵn ra cho nàng, uống khi còn nóng đi, uống xong ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Hãy nghỉ ngơi một chút rồi quay trở lại đá tam sinh đi. Nàng không hề suy nghĩ, một hơi uống cạn bát canh ký qua, tâm can nàng như có lửa thiêu đốt. Đau như có kim châm, nàng ngồi xuống ghế, cắn răng chịu đựng, không bật ra một tiếng kêu nào cả. Mạnh Bà nhìn nàng ôm ngực ngồi đó. Nỗi đau như chết đi sống lại, nỗi đau từ tận tâm can, như thiêu đốt linh hồn mà cô gái có tên thập nhất này lại không hề kêu lên một tiếng. Con người thứ đáng sợ nhất chính là chấp niệm. Tạm biệt Mạnh Bà, nàng ôm lấy lồng ngực đau đớn như bị ai xé rách đi về phía tảng đá tam sinh. 100 năm sau, lại một ngày khổ phục, thời nghi hiện thân từ trong đá tam sinh ra ngoài theo tiếng gọi của tiểu quỷ,
đây là lần uống canh thứ 10 của nàng. Đã 100 năm trôi qua rồi sao? Vẫn bộ giá y đỏ rực đó, nàng bước về phía quán trà của Mạnh bà. Nàng gặp lại Mạnh bà. Bà vẫn như xưa như chưa hề có sự thay đổi. Nàng nhẹ nhàng hỏi, suốt 100 năm nay hình như có người luôn tới nói chuyện với ta. Ta không nghe rõ tiếng người đó nhưng cảm thấy rất thân thuộc, cảm thấy rất đau lòng. Mạnh bà cười trả lời, có lẽ ngươi ở đó cô đơn quá nên cảm thấy như có người đang nói chuyện với ngươi thôi. Nàng nghi hoặc, ta còn nghe thấy tiếng đàn và tiếng tiêu nữa, chỉ là do ta tự tưởng tượng thôi sao? Ta quanh năm suốt tháng bán trà ở đây. Người đi đi lại lại ở đây rất nhiều, chắc cô nương nghe thấy nỗi vấn vương của những người đi qua cầu Nại Hà chuyển kiếp mà thôi. Nhanh uống canh và quay trở về đi. Nàng mặc dù vẫn nghi hoặc nhưng vẫn tin những gì Mạnh bà nói, lại một hơi uống cạn. Lại nỗi đau thấu tâm can đó. Nàng mỉm cười dịu dàng, 10 lần rồi vẫn cứ đau thấu như vậy nhưng ký ức của nàng lại ngày càng rõ ràng hơn. Lặp đi lặp lại trong đầu nàng vậy. Châu Sinh Thần, liệu kiếp sau chàng sống có vui vẻ không? Mỗi lần đi đầu thai, chàng có nhớ cô gái nhỏ thập nhất không? Vẫn còn nhớ tới ta chứ? Đã 100 năm rồi, có lẽ chàng đã chuyển thế thêm một kiếp nữa rồi, liệu mỗi lần đi qua cầu Nại Hà này chàng vẫn cảm giác được là ta đang đợi chàng chứ? Nàng lại quay trở về đá tam sinh, 100 năm rồi nàng chưa hề quên bất cứ thứ gì liên quan đến chàng. Châu Sinh Thần, liệu chàng có còn nhớ tới ta?